Dũng 1 hứng gạch đá sau trận Indonesia nhưng biết lý do xuống phong độ quá lâu lòng. Mắc vài sai lầm, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu không tốt trước U23 Indonesia. Vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có một chiến thắng nhọc nhằn trước Indonesia trong khuôn khổ vòng loại châu Á, bởi sau phần lớn thời gian hòa không bàn thắng, phải đến những giây cuối cùng của trận đấu, người hâm mộ mới được ăn mừng bởi pha lập công quý hơn vàng của Triệu Việt Hưng. Ngay sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo và giới chuyên môn đã nhanh chóng chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục của toàn đội. Nhiều người cho rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng là một trong những tuyển thủ chơi chưa chắc chắn nhất trận đấu vừa qua, khi anh chàng đã có nhất hai tình huống nhả bóng và chuyền sai. Cụ thể, vào phút 60, thủ môn Quốc Dân tỏ ra lóng ngóng xử lý không tốt khi chuyển bóng vào chân tiền đạo đối phương ngay trước khung thành đội nhà. Pha chuyền bóng hỏng này suýt nữa khiến U23 Việt Nam phải chịu bàn thua. Nhiều lần khiến người hâm mộ thót tim, Bùi Tiến Dũng bộc lộ một số điểm yếu về chuyên môn. Điều này khiến cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội phải nhận không ít gạch đá từ các anh hùng bàn phím. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những lý do khách quan, màn trình diễn dưới sức của Bùi Tiến Dũng trước Indonesia hoàn toàn có thể thông cảm. Mới đây, một người anh thân thiết vừa lên tiếng bên vực thủ môn Quốc Dân sau những chỉ trích mà anh phải nhận vì trận đấu chưa hiệu quả trước Indonesia. Đàn anh của Bùi Tiến Dũng không chỉ đưa ra những lời động viên dành cho cậu em tuyển thủ mà còn tiết lộ những khó khăn, hy sinh thầm lặng trong quá trình huấn luyện và chơi bóng của Bùi Tiến Dũng. Những yếu tố khách quan khiến thủ môn sinh năm 1997 chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Đến các thủ thành kỳ cựu của bóng đá thế giới còn có thể mắc sai lầm, một vài thiếu sót của Bùi Tiến Dũng hoàn toàn có thể được thông cảm. Được biết, thủ thành quê Thanh Hóa mới chỉ hồi phục chấn thương cách đây chưa lâu. Thậm chí trong một buổi tập gần đây, anh chàng vẫn phải quấn băng trước khi xỏ găng tập luyện. Trước đó, Bùi Tiến Dũng bất ngờ dính chấn thương trong quá trình khởi động trước trận đấu với Bangkok tại vòng loại thứ 2 AFC. Với mức độ khá nặng so với dự kiến ban đầu, thủ thành sinh năm 1997 bị viêm khớp cổ tay và phải nghỉ ngơi dài ngày. Bên cạnh đó, việc không được thường xuyên ra sân trong những giải đấu lớn khi đàn anh Đặng Văn Lâm đã hoàn thành tốt vai trò các đền cũng phần nào ảnh hưởng đến phong độ và cảm giác bóng của Bùi Tiến Dũng. Trong các buổi tập, tuyển thủ họ Bùi vẫn luôn thể hiện một tinh thần làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, nuốt trọn giáo án của ban huấn luyện. Vì thế, dưới bàn tay phù thủy của thầy Park, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng được chứng kiến sự trở lại đầy tự tin, mạnh mẽ và hiệu quả của thủ thành con cưng gần nhất là trong trận thư hùng với Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tới. Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Giang ngày càng đơ như tượng, xem ảnh cũ mới biết từng là mỹ nhân hẳn hoi. Nhìn ảnh thời trẻ Lê Giang như minh tinh Hồng Kông, vậy mà ham phẫu thuật thẩm mỹ, giờ mất hết vẻ đẹp tự nhiên. Lê Giang được xem là một trong những mỹ nhân nghiện dao kéo bậc nhất trong showbiz. Người đẹp không thể nhớ nổi số lần phẫu thuật thẩm mỹ để giữ nhan sắc ở ngưỡng U50. Ngay bản thân cô cũng từng chia sẻ, tôi không nhớ nổi mình thẩm mỹ bao nhiêu lần, vì số lần sửa quá nhiều, chỉ tính riêng chiếc mũi tôi đã làm đi làm lại hết 6-7 lần mới hài lòng. Với những vùng còn lại trên khuôn mặt hay cơ thể, tôi thỉnh thoảng cũng phải dặm vá để duy trì sự ổn định. Những năm gần đây, để duy trì sắc đẹp, cô thường xuyên căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cầm và chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Mới đây, Lê Giang tiếp tục đi căng da mặt. Chính vì thế, gương mặt cô ngày càng đơ, thậm chí nhìn thẳng, chẳng chút cảm xúc nào. Nếu Lê Giang cứ tiếp tục sa đà vào những công thức làm đẹp nhân tạo kiểu này, thì không biết một vài năm nữa cô sẽ trông như thế nào. Nhìn lại những bức ảnh thời còn trẻ và chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Lê Giang, ai cũng tiếc thay cho cô, bởi lúc ấy cô đã rất đẹp, giống hệt các mỹ nhân Hồng Kông. Chính Lê Giang còn không nhớ nổi cô đã phẫu thuật bao nhiêu lần, nhiều lúc nhìn gương mặt Lê Giang rất khó tả. Ngắm lại nhan sắc thời chưa dao kéo của cô thì ai cũng tiếc nuối, gương mặt tròn trịa dễ thương biết bao. Đẹp thế này rồi không hiểu sao Lê Giang vẫn ham thẩm mỹ. Gương mặt của con gái Lê Lộc hiện lại tròn trịa giống hệt Lê Giang thời trẻ. Thời các con vẫn còn nhỏ, nhìn cô lại càng xinh hơn. Bức ảnh chụp thời thanh niên của Lê Giang, nhìn chẳng khác nào minh tinh Hồng Kông. Vậy mà cứ hứng lên là Lê Giang lại đi thẩm mỹ, gương mặt bơm độn nhìn cứng đơ. Còn đây là ảnh cách đây không lâu khi Lê Giang đi căng da mặt. Nhiều người giật mình khi nhìn thấy hình ảnh này của nữ danh hài. Làn da căng nhưng gương mặt của Lê Giang đơ không cảm xúc chẳng khác nào bức tượng. Góc nhìn nghiêng làm nhiều người phát sợ. Nhìn mặt Lê Giang ngày càng cứng đơ như tượng sáp. Làn da Lê Giang có căng nhưng lại chẳng tự nhiên chút nào. Long Nhật, tôi xinh hơn con gái chuẩn men cố tình tạo scandal giới tính. Nam ca sĩ lần đầu chia sẻ thẳng thắn về tin đồn phẫu thuật chuyển giới cùng những tai tiếng bủa vây suốt gần 30 năm sự nghiệp ca hát. Không chuyển giới nhưng xinh hơn cả con gái.
Những ồn ào từ câu chuyện chuyển giới thời gian qua khiến cái tên Long Nhật phủ sóng khắp mạng xã hội và truyền thông. Thời điểm này anh chia sẻ điều gì? Thời gian qua có một sự hiểu lầm không hề nhỏ từ phía truyền thông lẫn công chúng. Những hình ảnh tôi bịt mặt đội nón đi vào một thẩm mỹ viện chỉ để phục vụ mục đích làm đẹp. Nhưng đây tôi xin đính chính mình hoàn toàn không chuyển giới như nhiều đồn đoán. Thực tế vấn đề giới tính từ trước đến nay luôn là đề tài muôn thuở với Long Nhật. Chuyện tôi đi đâu, đi với ai luôn gây tò mò. Hay kể cả việc vừa rồi, hễ cứ đến bệnh viện là mọi người cho rằng tôi chuyển giới, tại sao mọi người không nghĩ là tôi đi làm đẹp? Nhưng việc anh lấp lửng không phủ định cũng không khẳng định, cùng những dòng trạng thái chia sẻ đầy ẩn ý, khiến nhiều người cho rằng anh đang cố tình mượn chuyện này đánh bóng tên tuổi. Nói tôi dùng chuyện này để đánh bóng tên tuổi thì lại càng không đúng, tôi thiếu gì chuyện để đánh bóng. Năm ngoái tôi đạt 2 huy chương bạc liên hoan kịch nói toàn quốc, một ca sĩ như tôi bước ra Hà Nội thi đấu, với biết bao nhiêu diễn viên chuyên nghiệp để đoạt giải. Nếu giả sử muốn đánh bóng, tôi sẽ chọn những hình ảnh sạch sẽ long lanh như thế. Tên tuổi Long Nhật trong showbiz này có ai không biết thì tôi cần gì phải dùng những chiêu rẻ tiền. Còn việc tại sao tôi lấp lửng cũng có lý do của nó. Nếu muốn công bố tôi làm đẹp thì trước hết gương mặt trước tiên phải đẹp đã. Tôi không dũng cảm như một số nghệ sĩ khác nằm trong bệnh viện mặc sơn vù, dán băng keo rồi chụp hình đăng mạng xã hội. Nhiều năm nay, tôi xem mạng xã hội là nơi giải bày tâm tình cùng khán giả. Nếu mọi người trước đó có theo dõi cả trang cá nhân, tôi sẽ thấy đó là phong cách viết quen thuộc của Long Nhật. Có chăng do các bạn đang nghi quá mà thôi. Khán giả đã quen thuộc với hình ảnh Long Nhật bao nhiêu năm qua, vì sao anh lại can thiệp giao kéo khi ở độ tuổi ngoài 50? Là nghệ sĩ phải khổ thế đấy, khán giả lúc nào cũng muốn Long Nhật như thời 20-30 và tôi thì luôn cố gắng chiều lòng họ. Tôi chọn can thiệp giao kéo để hình ảnh Long Nhật lúc nào cũng rạng rỡ trước mọi người. Hơn nửa năm nay tôi có rất nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc lớn nên càng bắt buộc phải có những hình ảnh chỉnh chu trước công chúng. Trong đợt thẩm mỹ vừa rồi tôi làm nhiều phương pháp trên khuôn mặt, từ cắt mí mắt, lấy mỡ thừa, căng da mặt, tiêm bông tóc xóa nhăn, filler để nâng mũi và cằm. Do tôi khá nhát nên vẫn chưa dám làm đến ca phẫu thuật gây mê. Sắp tới khi tâm lý ổn định tôi sẽ làm thêm một vài chỗ. Anh có hài lòng về kết quả cuộc phẫu thuật này? Tôi rất hài lòng, sau phẫu thuật tôi thấy mình trẻ ra 20 tuổi. Hôm rồi tham dự sự kiện đông người, ai gặp cũng khen ngợi. Tôi thấy mình dù không chuyển giới nhưng còn xinh hơn cả con gái. Cuộc phẫu thuật này tôi không tốn đồng bạc nào. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho tôi vốn thần tượng Long Nhật từ thuở bé. Nên tôi đề cập thanh toán chi phí, anh ấy khước từ. Trước mắt tôi sẽ nghỉ dưỡng trong gần một tháng để vết thẩm mỹ cũ lành lặn. Vợ tôi cũng có ý định đi thẩm mỹ. Sắp tới tôi sẽ đưa vợ đi làm tan mỡ bụng giống mình vì da bụng của ấy bị nhăn nhiều sau lần sinh. Những thị phi nghề nghiệp phần lớn đều do tôi tạo ra. Anh đã có vợ và 4 con nhưng vẫn liên tục giả gái hay xuất hiện cùng người tình tin đồn đồng giới. Vì sao anh phải tạo dựng hình ảnh không đẹp này cho mình? Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy rằng không có gì phải xấu hổ về con người mình. Ai to con lực lưỡng thì là phần phước của họ, còn mảnh khảnh nhẹ nhàng giống con gái thì đó là phần phước của tôi. Những lời khuyên đó như chìa khóa vàng mở toang cánh cửa cuộc đời của Long Nhật. Mấy chục năm qua tôi bước đi rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ có ý nghĩ mặc cảm hay có suy nghĩ mình giống con gái. Có thể trời sinh tôi đã mảnh mai yểu điệu như thế, nên khi đóng những vai giả gái hay đồng tính, tôi thấy mình được khen nhiều. Tôi cũng khẳng định mình không phải là gay, nếu tôi là người đồng tính tôi sẽ không lấy vợ, không sinh con, mà sau đó còn để liền một lúc 3-4 đứa. Tôi có thể dối người chứ không dối mình được. Long Nhật với bà xã đã sống 20 năm và giờ vẫn hạnh phúc như ngày mới cưới. Cá nhân tôi vẫn rất ủng hộ cộng đồng LGBT, bạn bè tôi cũng rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT và tôi không thấy đồng tính là một điều xấu hổ hay gì cả. Đi hát từ năm 20 tuổi, Long Nhật ít nhiều vẫn là tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc trữ tình, nhưng kèm theo đó là những scandal bủa vây, có bao giờ anh nuối tiếc cho bản thân mình. Tôi không buồn cũng không đổ cho trời hay bất cứ ai, bởi tất cả những thị phi đến giờ phút này phần lớn đều do tôi tạo ra. Khán giả thời nào cũng thế, cho dù nghệ sĩ đạt 1.000 giải thưởng, đi từ thiện hàng trăm lần cũng không bằng một lần giả gái hay lên báo cãi lộn. Khi đó tôi có xin phép mẹ, vợ, cha mẹ, khán giả cho tôi đi một con đường để lấy lại khán giả nhanh nhất, đó là con đường scandal. Tôi hứa chỉ đi con đường đó trong 2 năm thôi và tôi đã thực hiện đúng như những gì mình hứa. Tôi lấy làm lạ một ca sĩ giọng hát thực lực và tên tuổi lâu năm như anh, vốn dĩ không cần những điều tiêu cực này để hút dư luận. Tôi làm vậy để muốn lấy lại công chúng. Thời điểm năm 2007, khi ấy tôi đã ngoài 40, làm sao mà đọ nổi với những giọng ca mới mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để mình và ekip lấy lại khán giả. Khi mình làm ồn ào thì công chúng chú ý và bản thân tôi có giọng hát, có năng lực thì khi ấy sẽ nhanh chóng được mọi người quan tâm trở lại. Tôi cũng nói luôn, cả giới giải trí Việt sẽ không ai làm bà tám showbiz hay mà duyên như Long Nhật. Bằng chứng là nhiều người sau này cũng cố gắng làm theo, nhưng không ăn được, bởi tôi có kinh nghiệm 30 năm cộng với cái duyên trời phú của mình. Có thời gian người tôi gọi tôi là thánh phán,
tôi nói cái gì là sẽ có cái đó. Trong những scandal do mình tạo ra, tôi đều là người chiến thắng. Dù vậy thắng nhưng rất buồn, rất mệt mỏi, tôi đắn đo rất nhiều. Nếu tôi làm như vậy chỉ tốt cho bản thân mình, còn lại khiến đồng nghiệp mình tổn thương. Từ ý nghĩ ấy, tôi quyết tâm bỏ hẳn con đường tà đạo này. Bà xã khi chứng kiến những điều không hay ấy đã chia sẻ gì với anh? Bà xã tôi là người buồn và tổn thương nhiều nhất sau mọi chuyện. Nghệ sĩ chúng tôi lúc ở đây khi lại đi nơi khác, giờ giấc không ổn định, chính ngân. Luôn một mình gánh vác gia đình, lo cho bốn người con chu toàn không thiếu điều gì. Có lúc tôi thấy cô ấy thiệt thòi nên đã nói thẳng, nếu cô ấy gặp được người xứng đáng hơn tôi ủng hộ cô ấy đến với người đó. Thế nhưng bà xã nhất quyết không chịu. Tôi cũng hay nói đùa với mọi người, nếu tôi là vợ, tôi bỏ ngay thằng Long Nhật này từ lâu rồi.